Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán tài cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2022. Và trong buổi tối ngày livestream ngày hôm nay thì là bên mình lại về ít mẫu sản phẩm tài cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý tài cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì trên tay mình là sản phẩm có như là iPhone X các bạn nhé. Đấy. Trên tay mình đây sản phẩm có như là iPhone X, con này của nhà mình là phiên bản là quốc tế 64GB các bạn nhé, bản không giới hạn SIM. Đấy, không giới hạn SIM 64GB. Về tình trạng con này thì là iCloud thì mình sẽ bao cho bạn có như là reset hay là gì to lại thoải mái, không iPhone lock hay là không iCloud ẩn các bạn nhé, nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhé. Về tình trạng pin con này của nhà mình thì là pin mình đã thay mới 100% rồi, nên các bạn yên tâm. Và tình trạng Face ID con này thì đầy đủ các bạn nhé. Đấy, Face ID thì con này thì là mở khuôn má lên đầy đủ nhá. Đấy, Face ID thì đủ. Và tình trạng con này là chỉ duy nhất có như là màn hình của nó thì là màn hình của nó là màn hình OLED loại xịn các bạn nhé. Đấy. Về ngoại hình thì máy còn là 90%. Đấy, mình đánh giá con này thì là ngoại hình thì là máy còn là 90%. Con này thì là được thay màn hình OLED loại xịn các bạn nhé. Đấy. Loại này thì các bạn nhìn được không khác gì là màn zin luôn. Đấy. 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 Bình thường các bạn mà ra cửa hàng ấy mà các bạn hỏi mua con X nào mà tầm 5-6 triệu ấy, người ta đưa cho những con máy như này thì các bạn không bao giờ thể biết được có như là màn X, màn OLED mấy cả màn có như là màn xịn theo máy các bạn nhé. Màn hình con này thì màn hình rất đẹp luôn các bạn nhé. Màn có như là GX, có như là OLED loại xịn loại 1 luôn này. Đấy, nhìn các bạn nhìn màn màu này, các bạn nhìn màu mè rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, thì nói chung là như thế nào thì mình mua như nào thì mình bán sao như vậy cho các bạn cho dễ các bạn nhé. Thì con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 4.200.000 đồng. Đấy, các bạn có thể cân nhắc mua X này các bạn nhé. Đấy, X giá rẻ nhé. Tất cả là full chức năng hết, Face ID các kiểu đầy đủ, pin mới từ 100%. Và màn thì là màn có như là OLED loại xịn nhất các bạn nhé. Đấy, loại xịn nhất luôn. Đấy, giá chỉ với giá có như là 4.200.000 đồng. Bạn nào thích sản phẩm có như là iPhone X này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất này. Một là qua số hotline là 0966 và 0833. Và hai là các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72 phố Ba Thá, Vĩnh An, đường Hà Nội để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có Shipco, và bên mình thì là nhận hàng thì là được kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi cho bạn 1 tháng và bảo hành có như là 6 tháng phần cứng, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy. Lỗi có như là đổi cho bạn cũng như trong vòng 1 tháng và bảo hành có như là 6 tháng phần cứng, nên các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ với mình các bạn nhé. Đấy. Cam kết luôn cho bạn luôn. Đổi cho vòng 1 tháng và bảo hành là 6 tháng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình là về là con này là con gì nhỉ? Oppo A5s các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là Oppo A5s các bạn nhé. Con Oppo A5s này cấu hình của nó cũng cực kỳ ok, với tầm giá hơn 1 triệu các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó là hơn 6 inch, pin thì là pin hơn 4000. Vỏ con này thì có cũ chày theo thời gian các bạn nhé. Đấy, con này thì là khách kiểu không dùng ốp ấy, vỏ mặt lưng nó kiểu hơi xước xác theo thời gian các bạn nhé. Thì con Oppo A5s này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 1.200.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là Oppo A5s thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Giá có như là 1.200.000 đồng cho các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như là Oppo A5s thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Thì là các bạn có thể là đăng ký, các bạn có thể là nhắn tin cho mình qua Zalo là 0966 và 0833. Hoặc các bạn có thể là nhắn tin của mình qua fanpage có như là Triệu Phú TV các bạn nhé. Đây. Mình sẽ vào có như là Triệu Phú TV nhé. Các bạn có thể lên YouTube, lên Facebook nhé. Các bạn có thể lên Facebook gọi là Triệu Phú TV nhá. Đây mình sẽ gọi Triệu Phú TV này. Đây. Đây là cái fanpage Facebook của mình nhá. Đây. Đây là fanpage Facebook của mình. Thì các bạn có thể lên Facebook coi như là nhắn tin cho mình qua Facebook các bạn nhá. Đấy. Các bạn có thể là nhấn là thích này và theo dõi coi như là cái fanpage coi như là Triệu Phú TV của mình nữa. Đấy, ủng hộ bên mình các bạn nhá. Bên mình thì cũng có đăng điện thoại cũ giá rẻ ở trên này các bạn nhá. Ở đây thì mình chưa đăng nhập tài khoản, đâm là phải có tài khoản mới thoát được các bạn nhá. Đây, mình xem được hết các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể lên kênh coi như là Facebook coi như là Triệu Phú TV để nhắn tin giúp mình các bạn nhé. Và đây thì hôm nay nhà mình có phụ kiện các bạn nhé. Trên tay mình là cái bộ phụ kiện coi như là sạc nhanh chính hãng của LG các bạn nhé. Bộ sạc này thì là tất cả là hỗ trợ tất cả dòng coi như là Type-C, và cổng của nó cổng USB này. Sẽ các bạn có thể cắm cái dây sạc iPhone, Oppo, Xiaomi và củ này cũng được bạn nhé. Bộ sạc này là 18W này, củ sạc này là 10 sạc nhanh. Đấy, và đã sinh sạc nhanh này 18W chính hãng của LG. Bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 99.000 đồng các bạn nhé. Các bạn lên Shopee để đặt hàng giúp mình các bạn nhé. Và tiếp theo là bộ phụ kiện phụ sạc nhanh của 25W chính hãng của Samsung. Bộ sạc này thì là bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 150.000 đồng. Bộ sạc là bộ sạc siêu nhanh chính hãng coi như là của Samsung các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 150.000 đồng. Đây, hình thức mua hàng thì các bạn thể tất cả phụ kiện các bạn lên Shopee đặt giúp mình các bạn nhé. Đây.
Đây các bạn có thể lên Shopee nhá. Đây các bạn vào kích cái kênh YouTube của mình. Ở đây thì mình có đặt cái link coi như là Shopee nhá. Các bạn kích vào cái link Shopee này để mua giúp mình nhá. Phụ kiện mình chỉ nhận đặt qua Shopee thôi các bạn nhá. Đấy. Chứ bên mình là không nhận đặt trực tiếp các bạn nhá. Nhiều khi đặt Shopee có 10.000 các bạn cũng bom cơ. Đâm là các bạn thông cảm giúp bên mình các bạn nhá. Đấy. Qua Shopee thì các bạn cứ bom hàng thoải mái nên các bạn cứ yên tâm đi. Bên mình thì được trợ giá bên Shopee rồi nên các bạn cứ yên tâm các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là con này là con gì nhỉ? Đây mình sẽ xem cho bạn con này là con gì nhá. Con này của nhà mình là Redmi 7. À, Redmi 7. Con này của nhà mình là Redmi 7 này. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là gì nhỉ? RAM của nó là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Ngoại hình con này thì là máy còn là 90% các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình con Redmi 7 này, ngoại hình thì là máy còn là 90% các bạn nhé. Ngoại hình thì là máy còn là 90%. Đấy, màn hình đẹp. Con này của nhà mình thì sẽ là màn hình hơn 6 inch. Đấy, pin thì là pin hơn 4.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể mua Redmi 7 rất là ok luôn. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì là con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 1.500.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Con này là con Redmi 7 RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Giá coi như là 1.500.000 đồng cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như con Redmi 7 này các bạn nhá, hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, giá 1.500.000 đồng cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm coi như là Iris các bạn nhá. Sản phẩm này thì là mình về tất cả được coi như là tiếp tục buổi tối ngày nay về được 20 cây nữa các bạn nhá. Nhưng mà mình chỉ bỏ mẫu coi như là 2 cây ra thôi. Nên các bạn cứ yên tâm đặt hàng các bạn nhá. Sản phẩm Iris của nhà mình thì là phiên bản của nó cực kỳ là khủng các bạn nhé. RAM của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Đấy, RAM 8GB. Mình sẽ xem qua về cấu hình nhé. RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó là 6.4. Chip Snapdragon là 730x8x các bạn nhé. Hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Dung lượng pin của nó là pin 4.000 các bạn nhé. Hàng này của nhà mình tất cả đều là hàng mới. Nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Đấy. Tất cả của con Iris đều của nhà mình là hàng nguyên hộp phụ kiện này. Hàng mới nhé. Hàng mới này, nguyên hộp phụ kiện luôn. Đấy. Nhà mình thì có kèm dây sạc và củ sạc các bạn nhé. Đây, ở trong này nó sẽ là có que trọng sim các kiểu các bạn nhé. Và trang bị con này của nó của nhà mình thì con Iris này của nhà mình thì là màn hình AMOLED các bạn nhé. Đấy, màn hình con này của nhà mình màn hình AMOLED này. Màn hình AMOLED thì cực kỳ sắc nét và cái tốc độ màn hình con này của nó là 60Hz các bạn nhé. Đấy. Năm 2022 thì các bạn cũng nên coi như là quan tâm về cái tốc độ màn hình các bạn nhé. Nhiều những cái dòng điện thoại cũ nó sẽ có hỗ trợ không có hỗ trợ cái tốc độ màn hình. Nhưng mà cái năm điện thoại những dòng phẩm đấy mới này nó sẽ hỗ trợ cái tốc độ màn hình các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là sẽ là trang bị của nó là màn hình của tần số quét của nó là 60Hz. 60Hz thì rất là nhanh các bạn nhé. Chỉ thua 90Hz một tí thôi. Đấy, chip Snapdragon 730G dùng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, 8x các bạn nhé. Và dung lượng pin 4.000. Đấy. Thì con VinMax Iris phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB này thì là bên mình máy mới nguyên hộp phụ kiện thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 3.300.000 đồng các bạn nhé. Đấy, với mức giá 3.300.000 đồng bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân. Đấy, nếu mà các bạn nào mà mua điện thoại cũ các bạn sợ lo lắng hay là máy nọ kia thì bạn có thể cân nhắc mua 3.300.000, các bạn có thể cân nhắc mua con VinMax Iris này, mua hàng mới full book này. Đấy, bên mình thì sẽ xả rẻ rất là nhiều các bạn nhé. Giá chỉ phải giá coi như là 3.300.000 đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Iris phiên bản là RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé, hàng mới sớm nhất nhé. Đấy. Giá 3.300.000 đồng cho các bạn nhé. Đấy, nhà mình thì có hai màu các bạn nhé. Một màu xanh này và coi như là một màu coi như là đây ạ, một màu xanh và một màu này các bạn nhé. Một màu sáng các bạn nhé. Đấy, một màu xanh và một màu sáng các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm, hàng mới full book luôn. Đấy, hoặc là gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để giao lưu trao đổi mua bán các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Galaxy A12 các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản là công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó là 6.5 inch. Dung lượng pin của nó là pin 5.000, nói chung là pin 5.000 các bạn dùng cực kỳ ok, dùng một ngày hay là hơn một ngày xa xả luôn. Ngoại hình con này thì là đẹp lem quen các bạn nhé. Đây. Ngoại hình con này thì là rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình con này thì là đẹp không khác gì là máy mới các bạn nhé. Con A12 này, ngoại hình thì đẹp không khác gì là máy mới. Thì con A12 này thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.600.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Con Galaxy A12 này, RAM 4, bộ nhớ trong là 128. Đấy. Giá sẽ là coi như là 2.600.000 đồng cho bạn nhé. Màn hình to này. Các bạn có thể cân nhắc mua con A12 này, dùng cực kỳ sướng, cực kỳ là chất các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy A12 này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất các bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con LG Vơ Vẹt các bạn nhé. Đấy, LG Vơ Vẹt của nhà mình thì là tất cả của nhà mình đều là phiên bản Mỹ các bạn nhé. Đấy, phiên bản Mỹ sẽ thích hơn vặt àn rất là nhiều luôn. Thứ nhất là về cái cấu hình của nó nhé. Cấu hình của nó thì là cái cực kỳ cái giao diện của nó rất ít ứng dụng nhiều ứng dụng Hàn Quốc. Hàn Quốc là rất nhiều ứng dụng các bạn nhé. Về cái cấu hình con này cũng cực kỳ khủng, RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình BOLED 6,8 inch, kiểu nó cong tràn viền, Full HD cộng rất là sắc nét các bạn nhé. Chip Snapdragon là 7650G, pin thì là pin 4300 các bạn nhé. Đấy, RAM 6, bộ nhớ trong là 128, dùng cực kỳ ok. Loa thì loa nghe nhạc kép, một loa bên trên và một loa nghe dưới rất là ok các bạn nhé. Ngoại hình con này đẹp không khác gì là máy mới các bạn nhé. Ngoại hình con màu xám đen này của nhà mình rất là đẹp các bạn nhé. Máy đã đẹp leng keng luôn. Đấy, màn hình là cũng là đẹp leng keng các bạn nhé. Đấy. Con LG Vơ Vẹt này ở thời điểm hiện tại với mức giá coi như là hơn 4 triệu đồng thì cực kỳ là đáng mua các bạn nhé. Thì con này của nhà mình sẽ là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 4 triệu 300 nghìn đồng. Đấy. Bạn đã sở hữu sản phẩm có như LG Vơ Vẹt này, màn hình cong này, giá cực kỳ là rẻ, 4 triệu 3 cho các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm có như con LG Vơ Vẹt này các bạn nhà mình sớm nhất nhá, giá 4 triệu 300 nghìn đồng, phiên bản màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Các bạn có thể cân nhắc mua con giữa con LG V50, V50S hoặc là LG Vơ Vẹt nhé. Các bạn có thể chạy chọn con LG Vơ Vẹt này rất là ok luôn. Đấy, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Star 5 các bạn nhé. Con Vinmart Star 5. Đây. Con này của nhà mình là Vinmart Star 5, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình của nó là 6,5 inch, pin thì là pin 5000 các bạn nhé. Con này của nhà mình là mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 1 triệu 700 nghìn các bạn ạ. 1 triệu 700.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Con LG Vinmart Star 5 này, Star 5 ngoại hình thì rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Đấy. Màn hình cực kỳ lớn nhá, 6,5 inch, pin 5000, hai SIM hai sóng. 1 triệu 700.000 đồng các bạn có thể cân nhắc mua con Vinmart Star 5 thì rất ok các bạn nhá. Đấy. 1 triệu 700.000 cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Galaxy Note 10 Plus 5G các bạn nhá. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lâu lắm rồi nhà mình đã về tiếp tục của con này con Galaxy Note 10 Plus 5G. Con này của nhà mình là phiên bản là Hàn Quốc. Có thể lên coi như là một lên thêm một SIM nữa các bạn nhé. Đấy. Có thể lên được hai SIM hai sóng các bạn nhá. Đấy. Note Galaxy Note 10 Plus 5G của Hàn Quốc các bạn nhé. Về ngoại hình con này thì là mình đánh giá con này thì ngoại hình thì là máy còn là 90% các bạn nhé. Đấy. Đấy, ngoại hình con này còn rất là ok các bạn nhé. Máy thì là máy còn là 90%. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Hình thức mình đánh giá tầm khoảng độ 90% các bạn nhé. Đấy. Mấy màu đa sắc rất là đẹp. Và thứ hai con này của nhà mình thì màn hình đẹp các bạn nhé. Thứ hai con này của nhà mình thì màn hình đẹp keng. Đấy, màn hình đẹp keng luôn. Về cấu hình thì cực kỳ là khủng luôn nhé. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó RAM 12GB, bộ nhớ tận là 256GB các bạn nhé. Màn hình của nó thì là Dynamic Dynamic 6,8 inch các bạn nhé. Màn hình cực kỳ là to, cực kỳ là lớn các bạn nhé. Đấy, bản Hàn Quốc có thể lên coi như là 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Thì con này có hỗ trợ coi như là bút này, các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ coi như là vào quay phim hay là chụp ảnh cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đây, các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ là quay phim chụp ảnh, các bạn chỉ lắc cái này thôi. Đấy, lắc bút thì sẽ là quay phim chụp ảnh rất là hay nhá. Nếu mà nhà các bạn nào mà có các em nhỏ ấy, mà thích kiểu cái dòng Note này, các bạn mua về vẽ hay là vẽ các ứng dụng rất là hay các bạn nhé. Cái dòng Hot Note này hỗ trợ học cực kỳ tuyệt vời. Và con Galaxy Note 10 Plus 5G này của nhà mình thì là bên mình sẽ thanh lý các bạn giá coi như là 7 triệu 200 nghìn đồng các bạn nhé. Đấy. Galaxy Note 10 Plus 5G phiên bản coi như là RAM 12, bộ nhớ 256GB này. Giá sẽ là 7 triệu 200 nghìn đồng các bạn nhé. Đấy, màu đa sắc. Ngoại hình thì là máy còn là 90%, rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy Note 10 Plus 5G này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 7 triệu 200 nghìn đồng cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có một con này là giá gì các bạn nhé. Con này là con Galaxy A30 các bạn nhé. A30S này. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình đã về con này A30S các bạn nhé. Con này của nhà mình là phiên bản là công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này cực kỳ là khủng. RAM của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình của nó là 6,4. Đấy, AMOLED cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Dung lượng pin của nó là pin 4000. Thì con A30S này của nhà mình thì là tình trạng con này của nhà mình thì sẽ là mic bị nhỏ nhé. Con này của nhỏ mic nghe gọi thì là bị nhỏ này. Ví dụ mic nghe gọi thì các bạn nếu mà các bạn muốn to thì bạn kích loa ngoài để nghe thì sẽ rõ hơn. Cái mic nghe gọi con này thì nó hơi bị nhỏ các bạn nhé. Bên mình thì mình không sửa chữa gì. Về các bạn có thể là thay thế hay sửa chữa tùy các bạn nhé. Hoặc cứ để này dùng cũng được các bạn nhé. Nếu các bạn gọi có thể kích loa ngoài ra nói chuyện bình thường các bạn nhé. Mic mỗi này thì các bạn phải xả dí sát mồm mình nói chuyện thì mới rõ các bạn nhé. Tại vì mic nó hơi nhỏ. Bên mình thì mình không sửa chữa mà. Đấy, màn hình con này là màn hình đẹp các bạn nhé. Đấy, màn hình đẹp không ảm bố các bạn nhé. Màn hình AMOLED cực kỳ ok.
các bạn mua về chơi game, xem phim, nghe nhạc, con này cực kỳ tuyệt vời. Ngoại hình con này thì là vỏ có kiểu phẩy phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, thì con A30s này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý các bạn giá coi như là 1.900.000 đồng các bạn nhé. Đấy, đấy, con A30s này 1.900.000 đồng. Đấy, giá coi như là tình trạng coi như là bị lỗi mic đi. Mình sẽ thanh lý các bạn giá coi như là 1.900.000 nhé. Đấy, báo luôn là lỗi mic về các bạn coi như là tự sửa hay là gì cũng được các bạn nhé. Bên mình không sửa chữa mà. Mua sao thì bán vậy luôn cho bạn nhé. Giá coi như là 1.900.000 cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A8 2018 các bạn nhé. Con này thì là hàng giờ tầm này là cực kỳ là hiếm các bạn nhé. A8 2018 thì con này của nhà mình là phiên bản là mình sẽ xem cho bạn phiên bản gì các bạn nhé. Đấy, phiên bản là công ty luôn các bạn nhé. À, con này là phiên bản Hàn. Con này của nhà mình là phiên bản Hàn Quốc, đã được lên 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Về cấu hình con này của nhà mình thì sẽ là RAM 4 nhé. RAM 4, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình AMOLED. Đấy. Full HD cộng, cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, màn hình con này là đẹp các bạn nhé. Lưng của nó thì hơi phẩy, hơi sức phẩy theo thời gian này. Lưng của nó thì hơi sức phẩy theo thời gian. Thì con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.700.000 đồng các bạn nhé. Con A8 2018 này, màn hình AMOLED, Full HD cộng, cực kỳ là đẹp. Bản Hàn Quốc, 2 SIM 2 sóng. Đấy, giá coi như là 1.700.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, các bạn có thể cân nhắc mua con A8 2018 là rất ok nhé. Thời điểm trước con này cực kỳ là đắt các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Con này là con Samsung. Con này là con nhà mình là Samsung A03 Corsair các bạn nhé. Con này của nhà mình là Samsung A03 Corsair. Cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó sẽ là gì nhỉ? RAM của nó RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình của nó là 6,5 inch các bạn nhé. Màn hình của nó cực kỳ to các bạn nhé. Đấy. Màn hình của nó là 6,5 inch cực kỳ là to. Dung lượng pin của nó là pin 5000 các bạn nhá. Con A03S này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 1.600.000 đồng các bạn nhá. Đấy. Con Samsung A03S này. Đấy. A03S nhá. Giá coi như là 1.600.000 đồng. Đấy, 32GB. Pin 5000. Đấy, các bạn có thể mua con Samsung rất ok luôn. Dòng Samsung là nồi đồng, cực kỳ nồi đồng bồi đá các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con VinMart gì nhỉ? Con này của nhà mình là VinMart Joy 3 các bạn nhá. VinMart Joy 3 thì ngoại hình con này thì còn cực kỳ là ok. Ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Con này thì khách dùng cực kỳ là dữ luôn. Đấy, khách cũng dùng cực kỳ là dữ. Đấy, con khách con gái mà dùng cực kỳ là dữ các bạn nhá. Ngoại hình con này thì là máy còn là trên 90%. Thì con VinMart Joy 3 này của nhà mình sẽ là phiên bản là 32GB các bạn nhá. Phiên bản 32GB, màn hình của nó là 6,5 inch, pin của nó là pin 5000 các bạn nhá. Con này là sẽ là 1.600.000 cho bạn nhá. Đấy. Con VinMart Joy 3 này. VinMart Joy 3 này. Đấy, 1.600.000 đồng. Đấy, ngoại hình rất là đẹp các bạn nhá. Các bạn có thể mua VinMart này về chơi game, xem phim, nghe nhạc, dùng cực kỳ là sướng. Máy của bác Phạm Nhật Vượng rất là ngon các bạn nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và trong buổi tối livestream ngày hôm nay, nhà mình về được mấy mẫu giá rẻ lên sóng và thanh lý cho bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào, các bạn nhấc máy lên hãy trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp rồi. Thì là bên mình là cứ lỗi đổi 1 tháng và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm các bạn nhá. Và xin chào lại clip lần sau các bạn nhá.